Chương trình tưởng niệm biến cố 30 tháng 4 năm 1975 hôm nay cũng rất là đặc biệt. Có sự xuất hiện của ca nhạc sĩ Đình Đại từ Pháp Quốc. Anh là một khuôn mặt khá quen thuộc với những chương trình du ca của chúng ta trong những năm vừa qua. Và hôm nay anh sẽ cùng chia sẻ với chúng ta. Cách đây 5 năm, tình cờ Đình Đại có coi được một phóng sự nói về ngư dân ở huyện đảo Lý Sơn. Phóng sự mang tên Những ngôi mộ gió. Những ngôi mộ gió là một phóng sự nói về những ngư dân của huyện đảo Lý Sơn đã bị tàu Trung Quốc đâm chìm ngoài khơi ngay trên ngư trường truyền thống của cha ông. Và những ngư dân xấu số đó đã không còn có cơ hội trở về quê hương. Và chính người mẹ, người chồng của những ngư dân xấu số đó đã phải lập nên những ngôi mộ gió bằng cách tạc tượng của những người thân của mình, với ước nguyện mong rằng linh hồn của những ngư dân xấu số có thể trở về yên nghỉ trên đất mẹ. Chiều nay con sông có đưa ai về, màu tang hiu hắt bát ngát mênh mông biển khơi, con đó bên đời cuộc sống tươi bời, còn bao chờ mong một sớm xa khơi. Biển núi ta sông sông qua bao đời, biển dù ta lớn ôm ấp quê hương đại dương, và biết bao người vượt sông kiên cường, mặc bao gian khó vẫn sắt son ôm ấp biển mình. Đã bao người trong đi không về, đã bao người vợ xong mất chồng, và bao ánh mắt trẻ thơ sẽ không bao giờ còn thấy cha về, vì ngoài khơi trên quê hương ta thuyền của anh, thuyền của cha bị bọn xâm lăng chúng đâm tan tành. Chiều nay tôi hát, xin hát cho bao người lòng với chúa son, xin một sớm quê hương bình yên nghe tiếng sông chiều che đón cha về, bài học yêu thương biển đảo quê hương ghi nhớ muôn đời. Con sông
có đưa ai về. Màu tang hiu hắt bát ngát mên mông biển khơi, còn đó bên đời cuộc sống tươi bời, còn bao chờ mong một sớm xa khơi. Biển nuôi ta lớn sống qua bao đời, biển nuôi ta lớn ôm ấp quê hương đại dương, và biết bao người vượt sóng kiên cường, mặc bao gian khó vớn sắc son ôm ấp biển mình. Đã bao người trông đi không về, đã bao người và xóm mất chồng, và bao ánh mắt trẻ thơ sẽ không bao giờ còn thấy cha về, vì ngoài khơi trên quê hương ta, thuyền của anh, thuyền của cha bị bọn xâm lăng chúng đâm tan. Chiều nay tôi hát, xin hát cho bao người lòng vơi chua xót, xin một sớm quê hương bình yên nghe tiếng sông chiều che đón cha về, bài học yêu thương biển đảo quê hương ghi nhớ muôn đời, bài học yêu thương biển đảo quê hương ghi nhớ muôn. Cánh rừng đã bị cào chọc, nhìn những con sông đã cạn đi nguồn cá, ngay cả thực phẩm cũng không còn an toàn, ngay cả khí trời cũng không còn để thở. Tôi thường tự hỏi quê hương tôi rồi sẽ ra sao? Ai đang giết quê hương tôi? Ai đang giết dân tôi? Trả lại tôi sông dài biển rộng, hãy trả lại tôi rừng núi ruộng đồng, nơi cánh cò bay lúa vàng thơm ngát, con sóng mênh mông cá lội bạc dòng. Hãy trả lời tôi sao đôi núi trọng, hãy trả lời tôi sao sông cạn dòng, hãy hỏi vì sao biên tràn xa cá, rừng núi khát khô ruộng cháy đất cằn. Ai trả lời khi quê hương chết, khi
tiền không còn tôm cá để nuôi dân. Khi rừng xanh trơ trụi xác cây tàn và tự thần trong môi bát cơm canh, ai đang giết dân tôi chết thật tình cờ, chết không tiếng súng. Ai đang giết dân tôi sống không niềm tin, sống không tình người. Ai đang giết dân tôi, ai đang giết dân tôi, ai đang giết dân tôi, ai đang giết dân tôi. Trả lại tôi sông dài biển rộng, hãy trả lại tôi rừng núi ruộng đồng, nơi cánh cò bay lúa vàng thơm ngát, con sóng mênh mông cá lội bạt dòng. Hãy trả lời tôi sao đồi núi trọng, hãy trả lời tôi sao sông cạn dòng. Hãy hỏi vì sao biến tràng xa cá, rừng núi khát khô ruộng cháy đất cằn. Ai trả lời khi quê hương chết, khi biển không còn đến nuôi dân, khi rừng xanh trơ trụi xác cây tàn và tự thần trong môi bát cơm canh. Ai đang giết dân tôi chết thật tình cờ, chết không tiếng súng. Ai đang giết dân tôi sống không niềm tin, sống không tình người. Ai đang giết dân tôi, ai đang giết dân tôi, ai đang giết dân tôi, ai đang giết dân tôi?